Ngày xưa, thấy chưa? Ở trên thế giới, chẳng hạn, ví dụ chiến tranh thế giới lần thứ hai, vâng, anh Trần Siêu muốn lên lại. Tôi nói một câu, chỉ có, tức là không có một kẻ thù nào là kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn. Đấy, thì nói chung là mình cứ theo những cái phương châm đấy mà đảng nhà nước ta làm thôi. Chứ còn bây giờ, ví dụ ngày xưa chẳng hạn, Pháp xâm lược Việt Nam 100 năm, Mỹ 20 năm, Nhật làm chết hơn 1 triệu đồng bào ở miền Bắc chết đói. Nhưng bây giờ, bây giờ thì chúng ta đều phải coi, chúng ta coi Nhật, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Campuchia, tất cả những nước đó đều là bạn của chúng ta hết. Đúng không? Không có kẻ thù nào là kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích quốc gia là lợi ích là vĩnh viễn thôi. Cho nên các bạn phải nhớ một cái câu như thế để mà ví dụ là mình thực hiện. Chứ bây giờ ví dụ là ngày xưa coi như là hai mình với ông hàng xóm đánh nhau, nhưng mà rồi cuối cùng mình cũng thôi thiết lập quan hệ ngoại giao lại với ông hàng xóm để mà ví dụ cùng nhau nhớ, ra cái cửa nhìn thấy nhau chào hỏi nhau, hoặc là con chó con mèo các thứ nó nhảy sang nhau chẳng hạn, thấy chưa, thì mình không có một cái gì xích mích nữa. Anh Vương Hùng chắc là bị cộng sản đánh sập mà nguồn rồi. Anh Vương Hùng bị cộng sản đánh sập vẫn nguồn rồi. Xin chào tất cả anh em, chị em trên diễn đàn nhá. Cả xin chào anh Trần Phi Sơn và mọi người. Tôi trả lời cho Hải Ngố này, mấy nị Trần Trúc này, mấy nị Quỳnh Trần này. Đấy, mấy cái em ông bao que trả lời chung chung mấy ông bao que biết là này. Cái việc mà ăn hại mà ngu dốt mà chuyên môn có cái tư tưởng làm tay sai nô lệ cho ngoại bang thì chỉ có Ba Que và Việt Nam Cộng Hòa không làm được thôi. Chứ Việt Nam, Cộng sản Việt Nam không có trình độ để làm nổi cái việc đó. Đấy. Tài giỏi như Việt Nam Cộng Hòa mới làm được những việc đó thôi. Đấy, tôi nói trả lời cho các anh biết là như thế nha. Đấy, mấy anh Ba Que biết là như thế nha. Bây giờ là xin lỗi, hôm nay AQ vào, AQ nói một câu này, tôi sẽ trả lời cho AQ. Không có kẻ thù nào là kẻ thù truyền kiếp cả, đúng không? Kẻ thù số 1 của đó, những người dân Việt Nam hiện nay là bọn Ba Que. Nói thẳng như thế. Đó. Còn tất cả những người, những nước khác từ Pháp, từ Nhật, Trung Quốc, Mỹ đều là bạn của những người dân Việt Nam hết. Đúng không? Nói cho quý nếu người Trung Quốc, hiểu người Trung Quốc mà làm ăn với Việt Nam thì chúng ta vẫn là bạn với Trung Quốc, nhưng nếu người Trung Quốc đánh Việt Nam thì chúng ta cũng là đánh trả Trung Quốc cũng sẽ là kẻ thù của Việt Nam. Còn trước mặt bây giờ Ba Que mới là kẻ thù số 1 của Việt Nam. Đấy, tôi nói trả lời cho các anh biết là như thế. Đấy, rõ ràng là trả lời rõ ràng thế nhá. Người Việt Nam chúng tôi biết ai là kẻ thù. Đấy. Người dân Việt Nam biết ai là kẻ thù. Đấy, tôi trả lời thẳng cho các anh biết là như thế nhá. Và những cái mà bán nước làm nô lệ đó thì chỉ có tay sai làm được thôi nhá. Chỉ có tay sai Việt Nam Cộng Hòa và những ông bao que làm được thôi. Từ khi tôi đã nói rồi, từ khi Đảng Cộng sản thành lập năm 1930 này, mục tiêu của Đảng Cộng sản là quét sạch những kẻ xâm lược đất nước Việt Nam ra khỏi bờ cõi đất nước, từ Pháp, đúng không? Đúng. Sau đó Nhật, rồi là đến Mỹ và một số nước khác ấy, kể cả Trung Quốc nữa. Bất kỳ một kẻ nào xâm lược đất nước Việt Nam, dù nhân dân Việt Nam phải hy sinh những người cuối cùng, cũng phải đuổi ra khỏi cái đất nước Việt Nam. Đất nước Việt Nam do những người dân Việt Nam làm chủ, chứ không phải thể làm cái nô lệ cho cái kẻ ngoại bang nào cả. Cho nên những cái tư tưởng của cái bọn Ba Que ấy, đó là cái tư tưởng nô lệ mà chúng nó đã nô lệ từ ngày xưa rồi. Cho nên bây giờ chúng nó quen đi. Tôi là... Vâng. Trả lời cho cái ông Trần Trúc cái lịch Trần Trúc okay, thằng rồi. Nó lên trên diễn đàn em nhiều rồi. Thôi đồng hương đồng khói nhiều khi mình trả lời nhiều cái nhiều khi nó mệt. Vâng. Các anh biết là này người Việt Nam chúng tôi từ xưa đến nay, từ đời ông cha 4.000 năm nay lúc nào cũng giữ nước. Từ ngày vùng giữ nước đến giờ người Việt Nam lúc nào cũng giữ nước để cho đất nước Việt Nam hoàn toàn độc lập nha. Biết bao nhiêu triều đại đều là đánh đuổi được những quân xâm lược rất là mạnh hơn Việt Nam rất là nhiều, nhưng người Việt Nam chúng tôi vẫn sẵn sàng hy sinh, dù hy sinh những người cuối cùng vẫn không để cho bọn giặc ngoại bang đến đây để xâm lược đất nước. Đấy. Còn chỉ có những người Việt Nam Cộng Hòa cơ ông,
Đấy, và bọn ba que thì mới có cái tư tưởng đó thôi. Còn Việt Nam chúng tôi chưa học được cái tư tưởng đó. Đấy, chưa học được. Mà tư tưởng của chúng tôi là phải chiến thắng với bọn ngoại bang xâm lược đế quốc đến sự Việt Nam xâm lược chúng tôi. Đấy, mục tiêu, đấy là cái lý tưởng của người Việt Nam. Em nói cái mục tiêu của Đảng Cộng sản lãnh đạo nhân dân Việt Nam là thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam và cùng với nhân dân Việt Nam phát triển kinh tế, đúng không? Còn cái chuyện thống nhất của đất nước Việt Nam thì ngày xưa thì anh cũng biết Bác Hồ đã nói là dù đốt cả dãy Trường Sơn đi, đúng không, cũng phải giải phóng được miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đấy, từ ngày xưa tới cái mục tiêu đầu cuối cùng của mình là như thế. Và hiện nay anh hiểu không, đất nước Việt Nam hiện nay đã hoàn toàn thống nhất, kinh tế hiện nay Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ, hàng năm phát triển cái GDP cỡ khoảng 6,81% 2017, đứng thuộc dạng hàng đầu thế giới. Tôi không phải không nói thứ nhất thế, hàng đầu thế giới. Thì các bạn thấy không? Là Việt Nam chúng tôi á, cộng sản Việt Nam chúng tôi hèn với giặc này, nhưng mà đã đánh đuổi được Pháp này, đánh đuổi được Nhật này, đánh đuổi được Mỹ này, đánh đuổi được Tàu này, đánh đuổi được cả Bôn Phốt Viên Sơ Ri này, Khmer Đỏ này, và đánh đuổi ngay cái bọn Việt Nam Cộng Hòa các ông chạy tụt quần đu càng sang tận Cali. Đấy, đấy là chúng tôi hèn với giặc là như thế đấy. Còn cái Việt Nam Cộng Hòa các ông đánh được ai? Chả đánh được với thằng giặc Lào ở nước ngoài cả, mà chỉ có đi càn quét giết đồng bào miền Nam Việt Nam. Đấy, là các ông giỏi ở cái chỗ đó. Các ông giỏi, Việt Nam Cộng Hòa của các ông, cái đảng ba que của ông là chỉ có giỏi mỗi cái là càn quét ở trong miền Nam, giết hại xin lỗi cái thằng Hoàng Trần đấy. Này chúng ta không cần cái kẻ mà còn phản bội Tổ quốc như chúng mày tin, đúng không? Nhân dân Việt Nam đúng, tin vào sự lãnh đạo của Đảng là đủ. Còn những cái kẻ mà coi như 43 năm nay rồi, lúc nào cũng chĩa cái mồm về, coi như là làm định, coi như là lật đổ cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam đạo. Tao xin nói chúng mày là chúng mày muôn đời không bao giờ thực hiện được, đúng không? Đúng. Nhân dân Việt Nam, tao nói xin lỗi này, hiện nay 95 triệu dân, chỉ cần 90 triệu dân tin vào cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là chúng mày không bao giờ có cửa đâu cả. Còn một cái đất nước nào trên thế giới này cũng thế thôi, không bao giờ một đất nước nào cũng có 100% số người dân ủng hộ một chế độ. Đó là cái quy luật tự nhiên. Còn ở đây là phần lớn những người mà coi dân Việt Nam tin vào cái sự lãnh đạo của Đảng Việt Nam, mà đã qua một cái quá trình rất là dài từ năm 1930 đến bây giờ khi xuất hiện Đảng Cộng sản Việt Nam, thì nói chung là đã chứng minh cho những người dân Việt Nam thấy những điều đó rồi. Còn lại ví dụ là những cái vấn đề tồn tại, vấn đề tiêu cực của một đất nước đang phát triển thì ở đất nước nào cũng có, mà Việt Nam là một đất nước đang phát triển thì cái quy luật ở trên thế giới là một đất nước đang phát triển thì nó cũng có chuyện nọ chuyện kia như thế này hay khác. Nhưng cái vấn đề là Đảng và nhà nước mình đã nhìn nhận ra được vấn đề để đó rồi, và hiện nay đang làm rất quyết liệt, đúng không, để mà giảm bớt những cái chuyện tiêu cực, vấn đề tham nhũng và những cái tồn tại trong xã hội hiện nay. Thì các bạn là những người sống trong đất nước Việt Nam, các bạn nhìn thấy rõ, đúng không, sự tiến bộ qua từng năm từng tháng một. Mình cứ ngoái nhìn cách đây có khoảng 1-2 năm chứ, thì đến bây giờ thì các bạn nhìn đất nước Việt Nam nó thay đổi như thế nào thì các bạn lại đều hiểu. Những bạn Việt Kiều về cứ mỗi năm về một lần thì các bạn thấy đất nước Việt Nam nó thay đổi một cách coi như là nhanh chóng. Vâng, mời anh Trần Triệu. Người Việt Nam chúng tôi không cần so sánh với nước nào cả. Đấy, nói rõ cho các bạn biết là như thế, như các bạn bao que hiểu thế. Người Việt Nam chúng tôi chỉ là nhìn vào đất nước Việt Nam của chúng tôi, vào con người của đất nước Việt Nam của chúng tôi để xây dựng gia đình và xây dựng đất nước, xây dựng kinh tế gia đình, xây dựng kinh tế đất nước để làm sao cho đất nước Việt Nam càng ngày càng mạnh, càng phát triển, để nó có đủ khả năng để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ lãnh thổ của Việt Nam. Đấy, tôi nói cho các anh bao que thế nhá. Còn các anh bao que, các anh chỉ biết đu càng sang bên đó đi rũa móng làm neo thì các anh cứ rũa móng làm neo bên đó đi. Chúng tôi không cần cái trí tuệ rũa móng làm neo của anh về cái đây. Cái thằng Trần Phúc nó ngu quá. Thái Lan nó có một cái hoàn cảnh lịch sử khác đối với Việt Nam, đúng không? Chứ Việt Nam khác, Thái Lan khác. Bây giờ nó cứ nói là coi như Thái Lan coi như là năm 1900 coi như là 70 năm coi như là kinh tế thua cái Việt Nam Cộng Hòa. Tao nói kệ nó, nó so sánh nhà kệ cha đó. Không, cái thằng này nhá, mày thỉnh thoảng mày vào diễn đàn của tao, tao sẽ phân tích về cái kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa năm 1974-75 như thế nào,
GDP của nó chỉ đạt được coi như là 53 đô la năm 1974 thôi. Quy ra, tức là hồi đó đô la có giá trị, quy ra cái giá trị đồng đô la năm 2010 đạt được 153 đô la trên một đầu người, đúng không? Nó tức là với GDP, tức là thu nhập bình quân trên một đầu người như thế, kém Thái Lan cỡ khoảng 6 lần. Đấy, tôi nói các bạn, đấy là tổng kết của Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, tổng kết của Việt Nam Cộng Hòa là xuất khẩu được cái gì? Phải nói là xuất khẩu cái gì? Chẳng qua bám vào cái mấy đồng tiền của Mỹ thôi. Chứ nếu không có Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa chết đói nhăn răng từ lâu rồi. Chứ đừng nói bảo là kinh tế Việt Nam Cộng Hòa, nếu không nhờ mấy thằng Mỹ, nó nuôi như nuôi con chó ấy. Thì chỉ biết ngồi mà ăn, rồi nó bảo đi làm gì thì làm cái đó thôi. Đấy, chứ nó không có thì chết đói nhăn răng ra rồi. Bây giờ đấy thì chỉ là nếu như nó không có một chút lương tâm nhá, nó cho ở nhờ ở đậu thì bây giờ chỉ là loại chó hoang thôi. Nhớ là như thế. Việt Nam xin lỗi, nhân cái việc mà cái thằng ngu ấy nó hỏi thì em chỉ lời chị trả, tức là em trả lời sơ sơ thôi. Năm 1974 như vừa nãy tôi nói các bạn, cái mà ví dụ là cái mà tổng thu nhập quốc dân ấy, của nội lực của cái chính quyền ngụy Sài Gòn ấy, nó được có cỡ khoảng hơn 400 triệu đô la mà chia cho 8 triệu dân. Mà 8 triệu dân tức là về phía Việt Nam Cộng Hòa người ta quản lý đấy, tức là chỉ có mỗi người thu nhập bình quân 53 đô la trên một đầu người. Còn lại một năm nhá, là Mỹ người ta viện trợ cho cái bọn mà ngụy Sài Gòn, cho trả lương cho cái bọn ngụy Sài Gòn đã là 1 tỷ đô la, nó gấp hơn 2 lần đấy. Còn lại ví dụ nó còn viện trợ cho để trả lương, viện trợ cho cái nền kinh tế Việt Nam Cộng Hòa 1 tỷ đô la nữa. Và viện trợ vũ khí là có những năm lên đến 28 tỷ đô la. Còn tức là rất nhiều. Trả lời cho Trần Trúc này. Trần Trúc so cái Sài Gòn ngày xưa với cái thị trấn Ô Lai bây giờ thôi, xem là có đuổi xa cái thị trấn Ô Lai bây giờ không? Yêu nói xe hơi với xe cộ. Xe hơi xe cộ gì của cái Việt Nam Cộng Hòa. Ba cái xe hơi so với thị trấn Ô Lai bây giờ thôi. Tôi không cần nói xoa đâu cả. Thua xa. Thị trấn Hồ Lai. Cái thằng Trần Trung nó ngu, nó ngu, nói nó gọi bây giờ bảo nó ngân hàng Westbank mà nó không biết là cái gì đâu. Mày về mày vào cái ngân hàng, cái trang chủ của ngân hàng Westbank ấy. Nghe chưa? Cho mày xem. Mà cái thằng ngu này nó ở trên Tích Bảo Lâm mà nó quê ở Nghĩa Hưng Nam Định ấy. Thì nói chung chỉ có Việt Nam Cộng Hòa mới có người ngu như Trần Trúc thôi. Chỉ có Việt Nam Cộng Hòa mới có người ngu như Trần Trúc thôi. Chứ còn không người Việt Nam. Tôi nói sao biết đấy, so với cái thị trấn Ô Lai bây giờ Sài Gòn còn thua bằng anh em 1/3 rồi như này. Nói cho biết đấy, như thế người, tức là hiện nay ấy là chỉ vì cái bọn mà gọi là bọn ba que nó đứng lên nó chống lại, tức nó phá hoại cái cuộc sống yên bình và phát triển của những người Việt Nam chúng tôi, thì chúng tôi lên đây với phản biện lại chúng nó thôi. Còn tất cả những người Việt Nam đó, cùng máu đỏ da vàng, chúng tôi đều yêu thương và quý trọng. Đấy các bạn, kể cả đó, ví dụ như có một tư tưởng hơi đối lập một tí, giờ muốn tìm hiểu về đất nước Việt Nam, chúng tôi sẵn sàng nhẹ nhàng và giải thích. Nhưng đối với bọn gọi bọn ba que, tức là cái bọn chống cộng cực đoan và bọn dân chủ quậy ở trong nước, thì chúng tôi gọi là bọn ba que, thì là chúng tôi coi là kẻ thù số 1. Chứ còn bây giờ cứ bảo là dân trong một nước thì phải thương yêu nhau, đúng, Bác Hồ đã dạy chúng tôi dân trong một đất nước thì phải thương yêu nhau, đúng không? Nhưng những kẻ đấy là kẻ thù thì làm sao mình mới thương yêu kẻ thù được. Đấy, tôi nói trả lời cho các bạn gì, chúng tôi rất thương yêu đồng bào Việt Nam, kể cả những người đồng bào Việt Kiều ở hải ngoại, chúng tôi rất quý trọng những người đó, vì những người đó người ta không phá vỡ đất nước của chúng tôi. Còn cái bọn ba que sỏ lá, cái bọn cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa này nó phá vỡ đất nước của chúng tôi, thì chúng tôi phải đứng lên để nói cái tiếng nói để chống lại bọn chúng. Đấy, người dân Việt Nam lúc nào cũng chống những cái kẻ mà phá vỡ đất nước Việt Nam, chống những cái kẻ mà xâm lược đất nước Việt Nam, và chống những cái loại như là chó cắn càn này, Việt Nam Cộng Hòa như Trần Trúc này chẳng hạn. Đấy, với chúng tôi họ vẫn nói chuyện với chúng tôi rất tôn trọng họ. Đấy, không, chúng tôi không bao giờ coi như là nói xấu họ. Đấy, và rất nhiều người Việt Kiều đã về đây, 3.500 doanh nghiệp Việt Kiều đã về đất nước này xây dựng đất nước, chúng tôi rất tôn trọng họ. Đấy, họ là những doanh nghiệp đó, họ mang về Việt Nam, đầu tư về Việt Nam, là làm giàu cho đất nước Việt Nam, làm cho người Việt Nam cũng có ăn việc làm, chúng tôi rất tôn trọng. Bây giờ này, anh Siêu ạ, cái quan điểm của em là như thế này, thì cũng mong tất cả các bà con gọi là Việt Kiều mình sống ở bên nước ngoài ấy,
thì trước mắt là coi như là sống cho nó tốt và phục vụ tốt cái đất nước sở tại nơi mình sinh sống, đúng không? Mình thực hiện tất cả những cái gọi là về pháp luật và đừng vi phạm pháp luật, sống tốt ở cái đất nước đó để phục vụ tốt cho đất nước sở tại. Còn những thời gian rảnh, những thời gian nghỉ hè, nghỉ phép, rỗi rãi, bà con về thăm quê hương đất nước, thấy quê hương đất nước hiện nay phát triển, đó là những nơi chôn rau cắt rốn của bà con, thì các bà con phấn khởi. Còn nếu có điều kiện, thì nếu mà cái luật đầu tư của Việt, bà con thấy hiện nay đầu tư ở Việt Nam mà có lời có lãi nhiều hoặc là rất thích hợp với bà con thì bà con đầu tư thôi, đúng không? Chứ còn coi như là đấy là quê hương của những bà con, đại loại là như là chúng tôi chỉ gọi là cái kêu gọi tất cả các bà con Việt kiều ở bên những đất nước sở tại là như thế. Còn cái cuộc chiến nó đã qua 43 năm nay rồi, thì nói chung là cái bản thân chúng tôi là những người dân trong nước yêu cái chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam này lãnh đạo, lúc nào cũng mong muốn coi như là bà con hãy sống yên ổn làm ăn, và nói chung là lúc nào cũng nghĩ về cái quê hương nơi chôn rau cắt rốn của mình. Chúng tôi không có một cái gì thù hận cả, mà chúng tôi yêu quý tất cả mọi người. Vâng, xin mời anh Trương Triệu. Đấy, chúng tôi là những người Việt Nam, chúng tôi phải bảo vệ đất nước Việt Nam của chúng tôi, bảo vệ nhân dân Việt Nam của chúng tôi, để nhân dân Việt Nam của chúng tôi có công việc làm ăn, người dân yên tâm làm ăn. Còn bọn phá hoại, không giúp được gì cho đất nước Việt Nam của chúng tôi, mà lại phá hại để cho nhân dân Việt Nam của chúng tôi không được yên tâm làm ăn, không được yên tâm để xây dựng đất nước, thì chúng tôi phải chống đối lại những người đó. Đấy, nói rõ là như thế. Chứ không phải là ai chúng tôi cũng chống, không phải là ai chúng tôi cũng chửi cả. Đấy, chúng tôi chỉ nói cái bọn đang phá rối đất nước của chúng tôi thôi. Đấy, còn những người Việt kiều chúng tôi rất tôn trọng. Đấy, rất tôn trọng những người đó. Hãy nên nhớ 95 đến 98% những người Việt kiều chúng tôi rất tôn trọng. Đấy. Chỉ cái bọn ba que đang cầm cái lá cờ ba que đó hô hào chống phá đất nước của chúng tôi. Đấy là chúng tôi coi như là chống đối lại thôi, và chúng tôi lên mạng này lên cái tiếng nói để cho đồng bào của chúng tôi hiểu được cái bộ mặt thật của cái bọn ba que này. Đấy, họ đang kêu gào xúi dục nhân dân biểu tình để chống phá đất nước. Đấy, chống phá cái sự tiến hóa đang tiến lên của đất nước của chúng tôi, đang sự phát triển của đất nước của chúng tôi. Chúng muốn cho nền kinh tế Việt Nam phải bị tụt xuống, để cho nhân dân những người nghèo của chúng tôi là những người không được sống một cuộc sống yên vui, không được một cuộc sống đầy đủ, thì chúng tôi phải chống lại bọn nó để bảo vệ người dân nghèo của chúng tôi. Đấy. Chứ còn cái bọn phá rối này như Trần Trúc này suốt ngày coi như là chúng muốn lật đổ cộng sản mới đi phá hoại đất nước, thì có giỏi chúng mày cứ về đây, có giỏi nếu như ai giỏi đấy, ta thách chúng mày giỏi về đất nước Việt Nam này đứng lên hô hào biểu tình đi. Chúng mày có khả năng, có đủ tài năng làm được, chúng ta đứng đây chúng ta nhìn xem chúng mày có làm được không nào. Vâng, bây giờ này tôi nói với tất cả các bạn nhé, hiện nay các bạn Việt kiều hoặc những người dân Việt Nam, các bạn hãy nhìn tư cách cái bọn dâm chủ cuội xem có thằng nào được tử tế không. Toàn bọn coi như là vô công dỗi nghề, ăn không, coi như là muốn nằm ngửa ăn sẵn thôi, đúng không? Đấy, thì là bây giờ các bạn ấy, vâng, thì bây giờ cái bọn dân chủ quậy đó coi như nó nói là suốt ngày là yêu đất nước Việt Nam, yêu con người Việt Nam, yêu tổ quốc Việt Nam. Bây giờ các bạn thử nhìn cái tư cách của chúng nó xem, những thằng đấy như thế nào mà coi như là chú ấy chẳng qua là chúng nó chỉ vì mấy cái đồng bạc lẻ, bây giờ chúng nó lừa phỉnh của bọn bên kia, rồi chúng nó coi như là bây giờ ví dụ như cứ ở bên kia mỗi lịch bọn kia cho mỗi người cho coi như 3-4-50 đô một tháng thôi, chúng nó được khoảng độ 400 đô chẳng hạn, đúng không? Nhân ra tiền Việt cũng gần 10 triệu rồi, thì cũng bằng cái công dân bình thường Việt Nam. Thành ra là nói chung là cái bọn đấy, một là cái bọn nó vì tiền, hai là nó bị ví dụ thằng Trần Trúc này, nó là tâm thần chính trị. Đấy, tôi dùng một từ tâm thần. Bây giờ tôi này khẳng định một câu là cho các bạn biết này, cái dân chủ cuội ở trong nước bây giờ nó trở thành coi như là chí phèo rồi, cào mặt ăn vạ rồi. Đấy, nếu nó không còn, nếu nó không làm được vài cái nếp cào mặt ăn vạ thì nó không có tiền gửi về, nó không có gì để nó sống. Đấy, hãy mọi người hiểu thế. Còn A Quy nghe đây này, chúng tôi coi những đồng bào hải ngoại
ở nước ngoài. Đúng rồi, mình cũng nghe sơ sơ. Đúng là như thế. Con Uyên Thủy. Chứ còn cái loại bạn như A Quy, cái loại như Trần Trúc này thì chúng tôi chỉ coi là một cái khúc ruột thừa muốn cắt bỏ đi thôi. Đấy. Nói cho A Quy biết là như thế nhá. Chứ chúng các ông không đủ tư cách để làm một khúc ruột thừa. Đấy. Đấy, không đủ tư cách để cho chúng tôi phải tôn trọng. Đấy, nói rõ là như thế. Các ông không đủ tư cách để nói về đất nước Việt Nam của chúng tôi. Đấy. Nhá. Còn những đồng bào yêu nước, họ nhìn vào đất nước, họ mang một tính cách xây dựng đất nước, họ vẫn có quyền đóng góp ý kiến vào đất nước của chúng tôi. Còn cái loại ba que sỏ lá, cái loại coi như phá hại đất nước của các ông, không đủ tư cách để anh Nguyên để nêu ý kiến về đất nước anh, của chúng tôi. Anh Trần Châu ơi, có anh Nguyên